Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Germany NT. Hôm nay em xin phép sẽ review với anh chị chiếc nồi nấu chậm Crock-Pot, cũng như là cùng anh chị tìm hiểu về phương pháp nấu chậm lành mạnh ngày càng được phổ biến trên khắp thế giới. Không ít chị em đã biết đến nồi nấu chậm, đây là một phương pháp nấu ở nhiệt độ thấp cũng như ở trong một khoảng thời gian dài, đôi khi là nhiều tiếng đồng hồ. Phương pháp nấu chậm sẽ giúp cho các thành phần và gia vị được hòa quyện vào nhau, và nấu ở nhiệt độ thấp và khoảng thời gian dài sẽ giúp cho thức ăn của mình nấu chín nhưng mà không mất đi giá trị dinh dưỡng. Nồi nấu chậm đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nó đã hỗ trợ cũng như giúp đỡ rất nhiều trong công việc bếp núc của các chị em nội trợ. Và các chị em có biết không ạ? Crock-Pot là thương hiệu đầu tiên sản xuất ra nồi nấu chậm. Bên cạnh em đây thì là đang có nồi nấu chậm Crock-Pot màu đỏ. Chiếc nồi này thì được rất nhiều các bà nội trợ ở Đức yêu quý bởi vì là cái sự tiện lợi cũng như là chất lượng của nó. Nồi nấu chậm Crock-Pot thì sẽ có vỏ ngoài được làm bằng thép không gỉ, cực bền và dễ vệ sinh. Chiếc nồi nấu chậm này thì có công suất là 210W, dung tích là 3,5 lít và tương đương với khoảng là 2 cân thực phẩm, đủ để nấu cho khẩu phần ăn của một gia đình đông người. Lòng nồi nấu chậm Crock-Pot thì sẽ được làm từ chất liệu là gốm. Với chất liệu gốm thì lòng nồi sẽ được một khả năng chịu nhiệt cực kỳ tốt và phân bố nhiệt rất đồng đều. Cả trong và ngoài như anh chị có thể thấy thì sẽ được phủ một lớp men chống dính an toàn, và anh chị có thể lấy ra để mà vệ sinh lau chùi một cách dễ dàng và tiện lợi. Phần lòng nồi này thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm mình đặt trên bàn ăn của mình thay cho đĩa hoặc là bát của mình. Và phần này thì anh chị cũng hoàn toàn là yên tâm khi mà mình sử dụng trong lò nướng, cực kỳ an toàn bởi vì là cái tính chịu nhiệt của nó cực kỳ cao. Phần nắp của nồi thì sẽ được làm từ thủy tinh cao cấp. Với chất liệu là thủy tinh thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được thực phẩm ở trong nồi khi mà đang nấu. Anh chị hoàn toàn có thể là mở cái nắp vung này trong quá trình nấu của mình để thêm nguyên liệu vào. Bởi vì đôi khi có những cái nguyên liệu mình cần phải cho vào sau thì nó mới đạt được cái độ chín hoàn hảo. Nhưng mà anh chị lưu ý giúp em là khi mà mình mở cái nắp vung này thì mình hạn chế mở nắp vung trong vòng 2 tiếng đầu mình đang nấu nhé. Cách sử dụng chiếc nồi nấu chậm này thì cực kỳ đơn giản, anh chị chỉ cần mở nắp vung ra, cho nguyên liệu và gia vị vào và cho lượng nước phù hợp. Anh chị cắm điện và xoay cái nút hoạt động ở đây để mà chọn chế độ, nồi sẽ tự động hoạt động. Nồi thì sẽ có hai chế độ nấu, đó là low và high. Thì sẽ tùy vào công thức cũng như là các món ăn của mình để mình chọn chế độ nấu phù hợp. Ví dụ như thường thì ở chế độ high thì cái thời gian nấu nó sẽ nhanh gấp đôi so với chế độ low. Nên là ví dụ như anh chị mà nấu thịt, các món thịt thì sẽ chọn chế độ 2, còn nếu mà chế độ low thì mình dùng cho các món rau củ. Sau khi nấu xong thì chúng ta sẽ chọn chế độ warm. Thì ở chế độ warm này thì anh chị lưu ý giúp em là chế độ warm thì sẽ không dùng để nấu mà chỉ để dùng để giữ ấm thực phẩm sau khi nấu. Với chiếc nồi nấu chậm Crock-Pot này thì anh chị không chỉ nấu được những cái món như là thịt hầm, xương hầm hoặc là các món rau củ, mà anh chị còn có thể nấu được các món tráng miệng như là nấu chè, và anh chị cũng hoàn toàn có thể nấu được các món như là món bánh chưng và bánh tét cũng cực kỳ là ngon. Nhiều chị em cũng thắc mắc là khi mà mình đun ở trong cái thời gian cực kỳ lâu như thế, khoảng hơn là chục tiếng, thì cái việc mà hết nước cũng như là cháy nồi có thể xảy ra hay không? Thì em xin phép nói là không. Chị em hoàn toàn yên tâm với cái công nghệ nấu chậm thì chất lỏng bay hơi cực kỳ là ít, nên là hoàn toàn yên tâm cái tình trạng này không xảy ra nhé anh chị nhé. Anh chị có thể thấy là chiếc nồi nấu chậm này là một giải pháp cực kỳ tiện lợi dành cho những ai muốn nấu những món ăn lành mạnh nhưng mà cực kỳ tiết kiệm thời gian. Với chiếc nồi nấu chậm nội địa Đức đến từ thương hiệu Crock-Pot này thì anh chị hoàn toàn có thể hài lòng về cả hình thức lẫn chất lượng. Như vậy em và anh chị đã tìm hiểu xong chiếc nồi nấu chậm Crock-Pot màu đỏ này. Nếu anh chị nào mà muốn mua sản phẩm thì link mua sản phẩm em đã để phần mô tả. Còn nếu anh chị nào mà muốn tư vấn trực tiếp thì xin liên hệ với hotline bên em 084 246 3333 để được giải đáp thắc mắc trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.